Be strong. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Bữa nay thì mới nhận được cái skin dao miễn phí. Anh em nào mà coi quảng cáo đủ 6 ngày, mỗi ngày coi 10 lần, khá là chua. Thôi kệ, nó free thì phải coi quảng cáo thôi anh em mà. Hiệu ứng skin của con dao, hiệu ứng này chắc là của con công rồi quá. Ném ra cái rìu ha. Ở đây thì mình đã lên hợp tác với bạn Đen Đá để làm cái video clip trải nghiệm cái skin. Cái skin thì nó cũng chỉ là thay đổi cái hình dạng thôi, cũng không có gì tăng sức tấn công hay là chém được nhiều hơn gì đâu. Chỉ là cái hiệu ứng chém của nó thì nó thay vì nó chém ra cái cục đỏ đỏ thì nó chém ra cái rìu, nó ném ra cái rìu để tăng chấm. Nó vẫn là con dao thôi. Thì bữa nay sẽ đem bom theo để support trong cái chế độ khiêu chiến xem như thế nào ha. Ở đây thì bên AD là level 15, vô hạn 15, ma thuật 15, khiêng thì level 11 rồi. Nói chung con khiêng thì tầm level 10 trở lên là chơi được ha, chứ cũng không cần quá cao làm gì. Tại vì level 10 trở lên là nó đã, khi mà có con 3 con 7 chấm, nó sẽ tỷ lệ nó là 100% rồi. Anh em chơi lâu thì nói chung cái này cũng có đành rồi ha. Thì để kết hợp làm vừa trải nghiệm skin của em dao với lại thử đem sụp bọt bom xem coi nó có gì khác bọt không ha. Với cái đội hình 15-15 thì thường thì sẽ đi khóa với lại mình sẽ đem ưu tinh theo để sụp bọt, nó cũng nhanh. Nhưng mà bữa nay đổi xíu thì đem ma thuật với lại dao, đem ma thuật với ưu tinh thì chém nó sẽ nhanh hơn. Thời gian nó lên đội hình cho AD nó nhanh, sau đó thì xong thì ọt thôi, giống như là đi 8 tiếng hồi xưa đi hợp tác mang dao ma rồi đó. Thì bây giờ mang ma thuật thôi ha, ma thuật với lại ưu tinh là đủ rồi cho cái đội hình AD bên kia. Như khi nào lên to thì anh em đi vậy thôi. Còn đây thì mang theo bom như thế này, mang bom với khiêng thì nó sẽ hơi chậm, chém nó sẽ hơi lâu, mình sẽ có những cái khoảng để mình nghỉ tích PP ha. Ở đây thì mình nên, khi mà bên AD lên thì mình đã tích được một cái lượng PP tương đối nhiều rồi nè. Dùng sau đó mình vô mình chém một hồi, có thể là vừa chém vừa lên đội hình khiêng cũng được, nhưng mà thôi là để mình chém cho nó lên cao xíu, tí nữa mình sẽ tích một cái lượng PP rồi mình lên cho khiêng ha, tại vì khiêng mình là khiêng 9 rồi nên là lên nó cũng dễ. Như anh em khiêng 7, khiêng 8 thì khiêng 7 thì phải lên hơi khoai, lên phải lên nhiều mấy con 7 chấm lận. Còn khiêng 8 thì nó đỡ hơn, lên khiêng 9 thì nó càng đỡ hơn nhiều ha. Nói chung càng lên cao thì nó sẽ càng dễ cho bên support thôi. Bây giờ nhưng mà mở thì tỷ lệ mở nó hơi khó. Chủ yếu là nếu mà lên cày lên 20k cúp mới có cái hòm vô cực, mở ra thì dễ chọn khiêng hơn. Chứ còn mở hên xui thì nó vẫn ra, nhưng mà tỷ lệ nó hơi thấp ha. Đó, ở đây thì mình sẽ cố gắng để ở bên AD, là bên AD đang để 2 đồng hồ thì mình sẽ cố gắng lên 4 con bom 7 chấm mà cho nó lên gọi là mắc pin luôn. Thì khi mà xây dựng cái đội hình khiêng dấu cộng xong là nó sẽ bảo kê được 4 góc, mình có khả năng lên được 4 con 7 chấm. Thường thì lên mấy cái con 7 chấm vào những cái lỗ thì nó cũng dễ thôi, chỉ có lên 2-3 bóng đầu thì tương đối dễ, nhưng mà lên cái bóng cuối cùng, một cái ô cuối cùng thì nó hơi chật trội, cho nên là cũng hơi khó lên xíu, nhưng mà vẫn được ha. Anh em nào đi support nhiều thì nói chung cũng tương đối đơn giản thôi, cái đội hình thì sẽ hình dung được, không có gì phức tạp lắm. Ok, ở đây thì mình hết PP khúc này rồi, chắc là mình sẽ tích PP lại một chút rồi sau đó mình sẽ lên đội hình của khiêng ha. Chém tới đây là được rồi anh em mà, chém tới khúc này là ok rồi. Bây giờ tích PP rồi lúc sau vừa lên đội hình vừa chém tiếp là ok. Cái này thì cũng hơi dư rồi, tại vì lên đội hình nó còn mất một khoảng thời gian cũng tương đối nữa, lúc đấy vừa lên đội hình vừa chém là nó sẽ full bàn cho bên AD thôi. Trước hiệp 500 là được, trước hiệp 500 mấy khiêng lên 7 chấm là được ha. 2000 years later. Ok, thì trước tiên mình sẽ chất cái khiêng 9 lại đó anh em à, cho nó đảm bảo. Ở đây mình đang là level 9. Thì mình nhớ không lầm là đợt trước mình có hỏi là để một con 5 chấm ở giữa, xung quanh là con 4 chấm thì nó sẽ là bảo kê được. Mình thử lại cho chắc ăn ha.
tại vì ít chơi khiêng lắm anh em mà, khiêng chín cũng không chơi, ở đây không có thiên phú cho nên họ khó chọn. Rồi tính tỷ lệ bảo vệ xem coi đó, ok ha, vậy là đúng rồi đó anh em, mà là xung quanh mấy cái lỗ xung quanh là 100 hết, những cái ngoài bên đó thì không được bảo vệ thôi. Rồi mình sẽ quay lại mình lên cái đội hình cho khiêng với lại bom ha. Đây mình chém là coi như còn một con khiêng 6 chấm thôi, bây giờ tích được 800 mấy KBP rồi, bắt đầu lên đội hình thôi. Này, khiêng 9 thì lên rất là dễ, khiêng 7 thì hình như là phải lên mấy con 7 chấm, thì phải lên trước hiệp 500, tại vì sau hiệp 500 là boss nó tác động hai bên thì hơi khoai một chút, nhưng mà tích nhiều BP thì lên cũng được. Anh em nào mà hay đi support thì chắc mình cũng không thành vấn đề đâu. Khiêng 8 thì nó sẽ dễ hơn nhiều. Ở đây khiêng 9 thì quá là đơn giản ha. À, chỉ cần lên một con 5 chấm ở giữa thôi. Rồi sau đó lên mấy con xung quanh là 4 chấm là lúc đó mình sẽ lên được con bom là được rồi. Nói chung đoạn này thì tích tới đoạn này là PP đủ dư rồi. Rồi chém lên 7 chấm hết rồi ha, vừa lên vừa chém là cũng được. Tại mình muốn chia ra từng giai đoạn cho nó dễ coi thôi, chứ còn vừa lên khiêng vừa chém cũng được, nó hơi mất thời gian một xíu. Nhưng mà nó ok thôi. Tại vì để lên được 4 con bom 7 chấm thì nó cũng không phải là nhanh. Về sau nó sẽ còn bị kẹt nữa, sẽ có những cái giai đoạn mà bị kẹt thì mình phải chờ chờ boss nó phá hết, chờ mấy con boss nó ra nó phá hết thì mới xây lại tiếp được, không mà kẹt thì cũng không làm được gì. Thì ưu tiên ghép ra những cái con khiêng ghép ra ngoài cho nó đỡ bị kẹt ha. Đây mình lên rồi ok nè, lên được con 4 chấm là xong rồi nè, như thế này là được 100% rồi nha anh em. Bây giờ lên bom thôi, không cần lên khiêng nhiều chấm làm gì, đủ xài là được ha, cho nó nhanh anh em mà. Ở đây cái skin của con dao gì nó cũng chưa quen lắm mà, mới mà dần dần chơi thì chắc ok. Được tặng thêm 3% crit dam cũng khá là ok, miễn phí nhưng mà nó cũng tặng thêm một ít crit dam là ok rồi. Thì skin này có thể nói là cái skin đầu tiên ha, skin đầu tiên mà free đó, những cái kia là toàn phải mất tiền không thì sẽ là ít người có. Còn con dao này còn cả free thì mình nghĩ là chắc sẽ nhiều anh em lấy được thôi. Anh em nào mà giờ không coi thì chắc là không kịp, coi liên tục trong vòng 6 ngày thì mới kịp, còn không thì như nó vẫn có gói nạp cho anh em nào mà bị không coi kịp nó hơi phí. Ok thì đây mình sẽ bắt đầu lên bom, đẩy ra những cái con bom 7 chấm, sẽ lên hai con ở góc trước đi, thì những cái con tăng sao mình sẽ để vô cái lỗ để bảo kê không bị phá, rồi ép chấm của ông bom lên dần dần. Còn những con khiêng thì anh em cứ ghép ra ngoài, đừng ghép vô trong cái lỗ ha, ghép vô cái lỗ rồi dễ bị nguy cơ là bị kẹt là khó ra phá lắm đó. Cho nên là mình cứ đẩy ra ngoài, mấy khiêng đẩy ra ngoài, còn mấy con tăng sao thì mình ép vô cái lỗ là ok rồi. Mua lên được một con tăng sao 4 rồi nè, giờ cứ đẩy thêm vô là ok ha. Như này thì boss nó không phá được, nó chỉ phá được những cái con ở ngoài phạm vi bảo vệ thôi, còn những cái con mà nằm trong cái lỗ là coi như là an toàn 100% rồi. Rồi để kiếm một con 4 nữa là ngon anh em, mà sắp lên được một con bom 7 rồi nè. Ở đây có hai thời gian là bút là ngon rồi đó, không cần nhiều đâu. Bom 20 mà có thiên phú thì là chắc là ngọt rồi. Ok đây rồi, lên được một em bom 7 chấm đầu tiên nè, đó là xịn đấy anh em ạ. Rồi bắt đầu cứ thế mà lên thôi. Nói chung cái đội cái cách chơi này thì chắc anh em chơi cũng nát nước rồi. Đi support cho mấy cái đội hình vô hạn này thì chắc anh em support thì chơi quen tay rồi. Cứ thế mà ghép thôi. Tại vì có khi mà lên được nhiều bom mà bị con boss lửa nó quét á, thì nó vẫn đẻ rất là nhanh ha. Nếu mà anh em nào mà có coi cái short video được trước đi 1.500 hiệp hợp tác bằng bom không á, thì cái đấy thì nó đi dễ, đi bằng bom không được. Còn trong chế độ thử thách này đi bằng bom không thì không ăn thua, vì nó miễn nhiễm mấy cái hưởng bất lợi với lại nó bút sức trâu bò các kiểu, cho nên là nó hơi khoai. Với lại đoạn đường của boss với quái nó cũng bị thay đổi, nó có khúc nó thay đổi giữa thì nó cũng rất là nguy cơ. Thì này đi support thôi, thì đi support trong khiêu chiến này thì chắc cũng được, tại vì cái con bom này nó có thiên phú, nó có những quả bom đẩy lùi á, anh em để ý mấy quả bom màu xanh nước biển á, nó có mũi tên quay lại là những cái quả bom đẩy lùi, thì nó sẽ quái với boss đi vào nó sẽ bị dịch lùi, giống như là một cái làm chậm để cho vô hạn có thời gian bắn ha.
Rồi lên được một con bom 6 rồi nè. Cái khúc này gần kẹt anh em à. Những cái khúc mà bị kẹt thì phải chờ á, chờ con boss nó phá thì mới có thể xây tiếp được, chứ không thì thua. Mấy cái ở bên trong thì mình giữ cố định rồi, mấy cái con khiên bên trong với lại mấy cái ô trong lỗ là mình giữ cố định ha, chỉ có bên ngoài thì để cho boss nó phá lấy khoảng không để xây tiếp thôi. Khúc này chắc sắp kẹt quá, gần kẹt rồi, thì một khi mà kẹt thì chờ thôi. Cho nên là đi cái đội hình này thì nó hơi lâu xíu, nó lâu là những cái giai đoạn chờ thôi, chứ cũng không phải chơi liên tục mà AD nó giữ đam được thì mình cứ khúc nào mà kẹt thì chờ thôi. Cái khúc này hơi bí, chắc là ghép bí quá thì ghép tăng sao vô con khiên cũng được, kiếm chỗ ghép nè. Cái này kiếm được một con tăng sao 4 nữa là đẩy được lên, nhưng mà kẹt mất tiêu rồi. Đẩy con tăng sao vô tạm vậy, đi kiếm thêm là chắc không được. Khúc này chắc phải đẩy con tăng sao 5 vô cho đỡ phí, nhưng mà vì nó nằm ở bên ngoài nó sẽ bị phá nếu mà mình không có ghép nó vô trong. Để một hồi boss nó ra bên mình là nó sẽ bị phá thôi. Đây mình sẽ kiếm chỗ để đẩy mấy con tăng sao vào cái lỗ ha. Cái khúc này là phải đẩy tăng sao vào hai cái lỗ kia để nó bảo kê rồi từ từ lên thôi. Khả năng khúc này bị kẹt anh em à. Ok, để chờ một lúc cho nó phá vậy, xem coi là có nhanh không đây. 2000 years later. Ok, sau khi mà một lúc sau thì con boss nó lại phá hết mấy cái bóng ở ngoài rồi, mình lại tiếp tục mình lên ha. Thì chắc là lên sẽ kẹt nữa thôi, nhưng mà cố gắng lên thêm một con 7 chấm ở đằng kia nữa là ok rồi, mình tầm hai con bom là cũng được rồi. Sau đó mình sẽ chờ cho nó phá rồi mình lại lên tiếp. Nói chung hai cái lỗ sau thì phải lên từ từ. Hai cái bóng sau thì nó sẽ hơi chậm hơn một xíu, tại vì nó bị mất nhiều không gian và để ghép quá rồi. Đâm ra là sẽ phải chờ ha. Đó, khúc này mà những cái anh em nào mà lên được toàn bộ 7 chấm nẻ thật á. Những cái anh bạn mà đi support khiên mà khiên 7 phải lên 4 con 5 con khiên 7, sau đó còn lên mấy cái bóng xung quanh 7 chấm nữa thì thôi đó. Thì là lâu lắm luôn á anh em à. Lên 8 rồi nó cũng đỡ hơn. Lên 7 thì cũng phải chờ hên xui, tại vì những cái lỗ sau cùng á, đặc biệt là cái lỗ cuối cùng là phải chờ con âm dương. Đây mình lên được hai con 7 chấm rồi nè, thì chờ con âm dương ấy, ví dụ như ghép được những cái bóng mà 5 chấm 6 chấm, chờ âm dương nó đổi ra sao chép với tăng sao ấy, hoặc là đổi ra được con tăng sao 6 ghép vô thôi. Những cái khúc cuối thì thường nhờ con âm dương là chính, còn tạo lên để mà tạo ra những cái cặp tăng sao đẹp thì về sau nó không có đủ chỗ thì nó ghép ha. Đó ok, đây mình lên được hai con bom 7 chỗ này là cũng ok rồi, chắc là lên dần dần thôi. Rồi sau đó mình sẽ me me tới xem coi là nó có đi được tới 1500 hiệp hay không, có phá đạo được không, thì mình sẽ quay khúc cuối à. Bây giờ ngồi chờ đến cuối thì chắc còn lâu mấy tiếng nữa mới xong anh em. Mà nó có, nếu mình có coi thì thấy là có một đoạn tự nhiên bom nó bị lag, nó không đẻ được mấy khúc luôn á. Mình vô mình coi thì thấy giống như là do nó thay đổi cái tuyến đường đi á, nó thay đổi cái tuyến đường đi xong rồi con bom nó bị lag, nó không đẻ được nữa anh em à. Lúc sau gặp con boss lửa nó khóa thì nó lại hoạt động lại bình thường, hoặc là nó đổi tuyến đường thì nó sẽ có những cái khoảng nó bị lag, không biết những cái khoảng đấy thì nó có nguy hiểm gì không. Nhiều đoạn như vậy lắm, anh em nào mà chơi có thể để ý soi soi thấy anh em à. Chắc là nó bị lỗi khi mà đổi tuyến đường thì bom nó bị gặp sự cố gì đấy, nó không đẻ ra nữa. Nó mà ảo thật, mình thấy nhiều khúc nó vậy lắm. Thì ok, đây thì khúc này là bị kẹt rồi anh em à. Chắc là thôi để mình đâu chưa, khúc này chưa kẹt nhưng mà cũng gần kẹt rồi, thì mình sẽ chờ ha, chờ rồi cố gắng lên hai cái lỗ còn lại lên 7 chấm nữa, rồi sau đó là sẽ canh me khi nào mà nó đi tới khúc nào mà nó gần hẹo hoặc là đi được tới cuối thì ngon, sẽ quay cái đoạn cuối cho anh em coi ha. Anh em coi tới đây nếu mà thấy hay thì đừng quên là cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Anh em có chia sẻ gì thì có thể để dưới phần comment, mình sẽ canh me khúc cuối rồi mình sẽ đẩy vô cái video ở khúc cuối xem coi là nó đi được tới đâu ha. Ok. 2000 years later. Thank you.
Thank you.